Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nội dung hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em là ba cái ứng dụng search phông nền cực kỳ hiệu quả trên điện thoại nghe anh em. Ứng dụng đầu tiên là ứng dụng KeyMaster, là một cái ứng dụng chỉnh sửa video với nhiều tính năng chỉnh sửa mạnh mẽ nè, dễ sử dụng nè, như là phối màu, ghép nền, lồng tiếng và rất là nhiều cái hiệu ứng đặc biệt dành cho video nghe anh em. Cái ưu việt là xóa nền xanh cực kỳ tinh xảo. Mình sẽ không đi chuyên sâu vào cái cách chỉnh sửa, mình chỉ chia sẻ cho anh em. Nếu anh em nào thích thì vào cửa hàng tải về sử dụng nghe anh em. KeyMaster nó có trên hệ điều hành iOS và Android luôn nghe anh em. Và cái ứng dụng thứ hai là Power Director. Anh em nhìn trong màn hình nghe anh em, tiếng Anh mình cũng không có chuẩn lắm. Là một cái ứng dụng cắt ghép nè, xoay video bằng các thao tác đơn giản, thêm video nè, hình ảnh nè, nhãn dán nè, thêm nhạc và file ghi âm vào ứng dụng, có đa dạng cái hiệu ứng để lựa chọn nghe anh em. Tạo điểm nổi bật nè, chèn và thay đổi kiểu kích cỡ chữ, và cái ưu việt là xóa phông nền cực đẹp. Ứng dụng này nó có nhiều cái ưu điểm tương đồng với KeyMaster nghe anh em. Power Director này có cả hệ điều hành iOS và Android luôn. Cái thứ ba là ứng dụng CapCut, là một ứng dụng hot hiện nay nghe anh em. Chỉnh sửa video miễn phí đơn giản nè, chuyên nghiệp bằng các công cụ hỗ trợ như là thêm tiết cơ động vào cái video, chỉnh tốc độ phát lại nhanh hay chậm dễ dàng nè. Ngoài ra CapCut còn giúp người dùng chọn nhạc cho video cực kỳ nhanh chóng luôn. Và mình đánh giá CapCut là cái ứng dụng xóa phông nền ok hơn hai cái ứng dụng là KeyMaster và Power Director. Và đặc biệt nó có thể xóa phông nền video từ nền hiện tại sang cái nền xanh luôn nghe anh em, rất là hiệu quả. Anh em có thể tải nó trên cả hai hệ điều hành là iOS và Android. Anh em thích tìm tải về và sử dụng nghe anh em. Mà nếu anh em là những người thích TikTok nên tải cái ứng dụng CapCut này về. Mình thấy những cái video TikTok được làm từ cái CapCut này rất là đẹp nghe anh em. Vừa rồi là mình đã chia sẻ cho anh em ba cái ứng dụng xóa phông nền mình thấy là ưu việt nhất. Anh em thấy cái nào phù hợp cho nhu cầu của anh em thì anh em tải về sử dụng nghe anh em. Rồi, nội dung video hôm nay mình dừng lại ở đây. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.